Xin ban tổ chức cho slide vào. Rồi, cảm ơn. Kính thưa ban chủ tọa, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Hôm nay tôi cũng rất vui mừng và được vinh dự được ban tổ chức mời đến trình bày một bài trình bày về sự chuyển dịch năng lượng cũng như phát triển hạ tầng năng lượng và điện lực theo hướng bền vững. Kính thưa quý vị, bài trình bày của tôi tập trung vào 5 vấn đề. Trước hết thì tôi sẽ đánh giá về việc cung cấp năng lượng sơ cấp trong cái thời gian vừa qua. Để qua đó thì cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu năng lượng cũng như là những cái vấn đề xem xét đến vấn đề an ninh cung cấp năng lượng sơ cấp. Thì như cái bài dẫn đề của ông Nguyễn Đức Hiền cũng đã nêu rất là cụ thể là chúng ta cần phải xem xét cái phương pháp để đánh giá việc an ninh năng lượng trong thời gian vừa qua cũng như là tìm ra cái giải pháp để đảm bảo an ninh năng lượng trong cái thời gian tới. Tiếp theo thì tôi cũng sẽ đề cập đến các cái chính sách về chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững và cũng sẽ trình bày với quý vị về các cái định hướng cho chương trình phát triển nguồn điện và chương trình phát triển lưới điện mà dự thảo của quy hoạch điện 8 đã được trình bày do Viện Năng lượng trình bày trong cái buổi hội thảo lần 2 vào tháng 9 để cho thấy là một cái kịch bản mà chúng ta sẽ thực hiện để đáp ứng các cái chính sách cũng như là đáp ứng các cái mục tiêu về chuyển dịch năng lượng cũng như cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng bền vững. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất một số cái cơ chế giải pháp cho việc đầu tư hạ tầng phát triển điện lực. Như quý vị đã thấy trong cái slide trên màn hình, năm 2019 tổng cung năng lượng sơ cấp thì khoảng 92 triệu tấn dầu tương đương, tăng khoảng 12,5% so với năm 2018. Đánh giá cả giai đoạn 2011 đến 2019, tỷ lệ tăng là chỉ chiếm tỷ lệ tăng khoảng độ 6,5%. Động lực cho cái việc mà tăng trưởng năng lượng sơ cấp trước hết là do nhu cầu năng lượng tăng cao, trong đó có việc chuyển đổi mạnh sang sử dụng điện. Nhìn vào tăng trưởng của từng nhóm sản phẩm của năng lượng sơ cấp thì có thể thấy là than có tốc độ tăng trưởng gấp đôi, tốc độ đạt khoảng 13,3% một năm trong giai đoạn 2011 đến 2019. Và tốc độ tiêu thụ than mạnh do nhu cầu than cho sản xuất điện tăng mạnh. Về năng lượng tái tạo, nếu mà tính cả thủy điện thì có tốc độ tăng khá mạnh, đạt khoảng 9,3%. Năng lượng sinh khối phi thương mại trong giai đoạn vừa qua thì có sự sụt giảm mạnh do quá trình đô thị hóa cũng như là mức sống ngày càng cao, dẫn đến là người dân tăng cái khả năng tiếp cận với nhiên liệu thương mại một cách thuận tiện. Về cơ cấu năng lượng sơ cấp thì cho thấy là có sự sụt giảm mạnh năng lượng phi thương mại như tôi đã vừa trao đổi, từ mức là 13,7% năm 2010 giảm xuống còn 4,9% năm 2015 và khoảng 1% năm 2019. Với sự gia tăng của năng lượng tái tạo với thủy điện làm nòng cốt từ 11% năm 2010 lên đến 16,3% năm 2018. Sự thay đổi đáng kể nhất thì quý vị có thể thấy là than. Sau năm 2015 thì chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng của than lên đến mức 43,3% trên năm.
năm 2018 và năm 2019 thì tăng lên mức kỷ lục là 49,1%. Với một bức tranh về cơ cấu nguồn năng lượng sơ cấp như trên, trong cái thời gian qua chúng ta thấy là nhất là cái tỷ lệ về than tăng cao, thì chúng ta cần phải đánh giá sự đa dạng hóa cái nguồn cung năng lượng sơ cấp để thấy mức độ an ninh cung cấp năng lượng, làm cơ sở để đề ra những cái đề xuất các chính sách cũng như giải pháp cho sự chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững hơn, đảm bảo an ninh năng lượng trong cái thời gian tới. Kính thưa quý vị, là để đánh giá cái mức độ đa dạng hóa của nguồn cung năng lượng sơ cấp, hay nói cách khác là đánh giá cái mức độ an ninh năng lượng, thì có thể sử dụng một cái chỉ số được gọi là Hofstadter-Hitzman SSI. Như quý vị có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ thì cho thấy là trong cái thời gian vừa qua, từ giai đoạn 2010 đến 2019 thì chỉ số HHI tăng liên tục, là tín hiệu cho thấy, tín hiệu không tốt cho thấy sự giảm dần đa dạng hóa do phụ thuộc nhiều vào vào than. Một cái vấn đề, một cái chỉ tiêu khác nữa để đánh giá cái mức độ an ninh năng lượng, chúng ta sẽ nhìn vào cái cán cân về xuất nhập khẩu năng lượng. Thì xuất khẩu năng lượng trong thời gian qua thì giảm dần, nhập khẩu năng lượng thì tăng dần. Sản lượng xuất khẩu năm 2019 chỉ bằng 1/3 so với năm 2010. Trong khi đó thì nhập khẩu sau một vài năm giảm sút thì do nhu cầu trong nước giảm đã tăng trở lại kể từ năm 2015. Và chúng ta chứng kiến là năm 2015 là cái năm đầu tiên Việt Nam trở thành quốc gia nhập khẩu tịnh năng lượng. Tịnh nhập khẩu năng lượng chiếm tỷ trọng ngày càng cao, chiếm 6% năm 2015, tăng lên 36,3% năm 2019. Đây là một cái chỉ số để chúng ta xem xét về cái mức độ an ninh năng lượng. Qua đánh giá thực trạng cung cấp năng lượng sơ cấp thì cho thấy là trong thời gian qua thì nhu cầu năng lượng gia tăng đáng kể, và cơ cấu tiêu thụ năng lượng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Tuy vậy, mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức, như ông Nguyễn Đức Hiển cũng đã trình bày trong cái phần dẫn đề. Các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Một số chỉ tiêu đảm bảo an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Nhận thức các cái tồn tại hạn chế thì trong thời gian vừa qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra những chính sách quan trọng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững. Thì tôi xin trình bày các cái mục tiêu của cái chính sách trong thời gian vừa qua. Thì Chính phủ đã ban hành các chính sách phát triển bền vững gồm 4 trụ cột. Thứ nhất là năng lượng tái tạo, thứ hai là hiệu quả năng lượng, thứ ba là thị trường năng lượng và biến đổi khí hậu. Về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo cũng đã đề ra cái mục tiêu là tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030 chiếm tỷ trọng là 32% và đến 2050 chiếm tỷ trọng là 43%. Vừa qua thì nghị quyết 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam cũng đã đề ra là cái tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp chiếm tỷ lệ từ 15 đến 20% vào năm 2030 và 25 đến 30% vào năm 2045. Về tiết kiệm năng lượng thì chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chúng ta gọi là VNEP 3, cũng đã đề ra cái mục tiêu là đến 2025 thì tỷ lệ tiết kiệm là từ 5 đến 7% và 2030 là tỷ lệ tiết kiệm từ 8 đến 10%.
Việc giảm phát thải khí nhà kính so với cả kịch bản thông thường thì cũng đã đề cập trong các chính sách quan trọng như chiến lược tăng trưởng xanh, rồi quốc gia tự quyết định được cập nhật năm 2020, và đặc biệt gần đây là nghị quyết 55 cũng đã đề ra các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính riêng cho ngành năng lượng với một cái tỷ lệ giảm phát thải so với kịch bản thông thường là 15% vào năm 2030 và 20% vào năm 2045. Dạ vâng. Do thời gian cũng không có nhiều cho nên tôi sẽ trình bày nhanh. Đây thì hiện nay thì Bộ Công Thương đang xây dựng cái quy hoạch điện 8 với cái quan điểm là đảm bảo an ninh cung cấp điện trong bất kỳ cái tình huống biến động lớn nào như sự thay đổi lớn của nhu cầu cực đoan về điều kiện khí hậu và thủy văn, và cần phải đáp ứng các mục tiêu về chính sách phát triển bền vững của Việt Nam cũng như các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế. Thì quý vị chắc cũng đã nghe Viện Năng lượng trình bày về cái dự thảo quy hoạch điện 8 trong cái buổi hội thảo vào tháng 9. Ở đây thì tôi sẽ trình bày nhắc lại một số các nét chính để cho thấy là có một cái phương án, có một kịch bản chúng ta sẽ phát triển cái nguồn điện theo hướng bền vững mà đáp ứng các cái mục tiêu về chính sách. Nhìn lại cái cơ cấu nguồn điện năm 2020 so với cả tổng sơ đồ 7 điều chỉnh thì cho thấy là nhiệt điện than hiện nay chiếm 34%, tức là giảm khoảng 6.000 MW so với cả mục tiêu đề ra trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Nhiệt điện khí và dầu thì không có sự thay đổi lớn, tăng chủ yếu ở thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo chiếm 20,3%, cao hơn 10,3% so với quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Và nhìn vào cơ cấu thì cho thấy nguồn điện thì cho thấy đã có sự chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng đa dạng hơn. Như vậy thì phải làm thế nào để chúng ta có thấy sự chuyển dịch theo hướng đa dạng và đảm bảo an ninh năng lượng trong cái thời gian tới? Thì với cái dự thảo quy hoạch điện đã được điện 8 đã được Viện Năng lượng trình bày trong hội thảo, thì với cái quan điểm và mục tiêu của các chính sách phát triển bền vững, nhất là chiến lược phát triển năng lượng tái tạo và nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, thì trong cái dự thảo của Viện Năng lượng trình bày thì đã lựa chọn cái kịch bản quy hoạch nguồn theo hướng bền vững hơn, và nhìn vào cái tỷ lệ nguồn theo giai đoạn thì cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu nguồn tới năm 2030 thì giảm dần cái tỷ trọng nhiệt điện than từ 34% năm 2020 xuống còn 27% vào năm 2030, tiếp tục phát triển các nhiệt điện than đang trong quá trình triển khai xây dựng và đang chuẩn bị đầu tư, phát triển mạnh mẽ các nguồn điện khí, đặc biệt là các nguồn điện sử dụng khí hóa lỏng LNG, phát triển mạnh điện mặt trời và điện gió. Tuy nhiên, để mà tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió thì trong thời gian tới để vận hành ổn định hệ thống thì cần phát triển khoảng 2%, tương ứng với mức khoảng 2.600 đến 2.800 MW vào năm 2030, các cái nguồn linh hoạt như các nguồn pin tích năng, thủy điện tích năng, động cơ đốt trong, vân vân. Đến năm 2045 thì dự thảo cũng đã đề cập đến phần tiếp tục giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than xuống còn 18% và tăng tỷ trọng điện khí lên tới 25%, tỷ trọng điện gió và mặt trời lên 42% trong tổng công suất đặt của hệ thống. Về cơ cấu điện năng sản xuất theo các loại hình nguồn điện cũng cho thấy một cái sự dịch chuyển với cái định hướng là giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than và tỷ trọng nhiệt điện khí sẽ tăng lên. Riêng về phát triển năng, riêng về phát triển năng lượng tái tạo thì 2045 thì dự thảo quy hoạch điện 8 đã đề ra mục tiêu là cái tỷ lệ điện năng bao gồm cả thủy điện lớn sẽ đạt 32% vào năm 2030 và đạt 40,3% vào năm 2045. Trong đó tỷ lệ công suất không tính thủy điện lớn thì đạt 33% vào năm 2030 và đạt 46% vào năm 2045. Như vậy, với những cái định hướng về phát triển năng lượng tái tạo theo dự thảo quy hoạch điện 8 đã trình bày tại hội thảo thì cho thấy là về cơ bản là phù hợp với những cái mục tiêu của nghị quyết 55
của Bộ Chính trị đã đề ra. Các quý vị có thể là đọc trên cái slide một số các cái nhận xét chính về chương trình phát triển nguồn điện. Những cái nét chính về phát triển nguồn điện, trước hết là phát triển nguồn điện đến 2045 là tuân thủ đầy đủ các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng cái nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn, có dự phòng và độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng các mục tiêu đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cấp điện, đảm bảo phát triển hài hòa, cân bằng giữa các miền và có tỷ lệ tham gia các nguồn điện than ở mức phù hợp, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Công nghệ thì sử dụng tiên tiến, linh hoạt, hiệu suất cao, giảm phát thải ra môi trường. Về phát triển lưới điện, thì ở đây thì trong dự thảo quy hoạch điện 8 cũng đã đề ra các cái tiêu chí để phát triển lưới điện truyền tải. Và kết quả về phát triển lưới điện truyền tải cũng cho thấy là trong thời gian tới thì khối lượng đầu tư trung bình hàng năm cao gấp khoảng 2 lần so với hiện nay. Như vậy đầu tư lưới điện truyền tải 500-220 kV với cái phương án, với kịch bản phát triển, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và đáp ứng các mục tiêu chính sách thì cho thấy là cái khối lượng đầu tư lưới điện truyền tải rất lớn, là một cái thách thức rất lớn cho ngành điện, cho việc thu hút đầu tư và đảm bảo đầu tư các cái dự án truyền tải trong cái thời gian tới. Thì để thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đảm bảo công bằng, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, xã hội, thì Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu đề xuất các cơ chế giải pháp. Tôi xin kể đến một số các cái cơ chế và giải pháp đang đề xuất nghiên cứu để đề xuất. Thứ nhất là hoàn thiện cái cơ chế chính sách. Trước hết chúng ta phải xem xét sửa đổi cái luật điện lực để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư toàn xã hội, vận hành hệ thống tích hợp cao các nguồn năng lượng tái tạo và phát triển thị trường điện. Thứ hai là xây dựng luật năng lượng tái tạo để hình thành cái khung pháp lý vững chắc cho việc đầu tư vận hành năng lượng tái tạo, tạo chuỗi cung ứng cho phát triển năng lượng tái tạo. Về cơ chế thì chúng tôi cũng đề xuất các cái cơ chế như cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn điện. Như quý vị đã biết là sau cái cơ chế giá FIT sẽ chuyển sang cơ chế đấu thầu. Tuy là cơ chế đấu thầu sẽ mất nhiều thời gian hơn, tuy nhiên đảm bảo sẽ minh bạch, công bằng minh bạch và đảm bảo hài hòa lợi ích cho cả nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Một cái cơ chế nữa chúng tôi cũng đang nghiên cứu để triển khai là cơ chế xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải. Việc đầu tư lưới điện truyền tải trong thời gian tới là rất lớn, cho nên cũng cần phải đề ra những cái cơ chế chính sách cho việc thu hút vốn đầu tư từ xã hội vào lưới điện truyền tải. Tiếp theo là cái cơ chế mà mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện. Với cái cơ chế này thì cho phép nhà đầu tư năng lượng tái tạo dễ tiếp cận vốn và khách hàng sử dụng điện thì đáp ứng được các cam kết, kiểm soát được các cái chi phí trong dài hạn. Chính phủ thì giảm cái gánh nặng về tài chính để trợ giá cũng như là đầu tư cho phát triển năng lượng tái tạo, vân vân. Và tôi thấy là việc xây dựng và vận hành cái thị trường điện cạnh tranh đầy đủ là một cái giải pháp có thể nói là rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư. Khi mà xây dựng thị trường điện phát triển mạnh thì sẽ có cái tín hiệu giá theo thị trường một cách minh bạch, giá được điều chỉnh kịp thời theo giá thị trường, đảm bảo tính đủ các cái chi phí và có lợi nhuận hợp lý để khuyến khích đầu tư vào ngành điện.
Trên đây là các cái nội dung bài trình bày của tôi về việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng và điện lực một cách bền vững. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp.